Rồi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của dán mép hợp từ. Thì video trước mình đã chia sẻ tất cả các anh chị và các bạn về cách để chúng ta mở, vệ sinh và chúng ta lắp vào cái bộ phận của chữ từ. Thì hôm nay, hôm qua thì mình cái video trước mình cũng đã chia sẻ tất cả anh chị về nếu mà chúng ta không có cái miếng dán mép từ thì chúng ta sẽ dùng cái băng keo gân này chúng ta chế cũng được. Chúng ta chế cũng được. Thì hôm nay mình mới đặt đồ của anh Hiếu về. Thì ở đây anh có gửi ra hai cái miếng để dán mép từ. Ở đây nó có hai miếng mỏng như này. Thì ở đây một miếng bên phải và một miếng bên trái. Thì các anh chị khi mà bỏ vào thì các anh chị sẽ thấy nó hai cái phần riêng biệt khác nhau. Do đó rồi hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các anh chị về cái cách tiến hành chúng ta mua được cái miếng này về và chúng ta sẽ dán vào ha. Thì cái miếng cách dán của nó như sau này. Khi các anh chị mua cái miếng này về thì các anh chị sẽ thấy là ở phía đầu này nè, nó sẽ có một cái mép cắt ha, là tương ứng với cái phần này, dưới phần này. Bây giờ để mà chúng ta trước khi dán á, thì các anh chị nên ướm lượng và chúng ta sẽ ướm thử vào ha. Ta sẽ ướm thử vào như thế này. Đây nè. Ướm thử vào như thế này. Đó. Thì như thế này. Thì sau đó là chúng ta sẽ lột cái lớp keo ra. Ở đây trong đây nó có lớp keo nè. Thì tôi sẽ lột cái lớp keo ra ha. Nó có dán sẵn cái lớp keo cho mình. Rồi. Ha, có dán sẵn lớp keo luôn. Thì bây giờ mình sẽ bỏ vào. Nha, mình ướp vào nè. Thứ nhất là cái phần này nó sẽ sát mép đây. Ha. Rồi, chúng ta dùng cái tay chúng ta đẩy nhẹ vào. Thì đối với cái miếng này thì nó bằng mép bên đây nè. Ha, nó bằng mép bên đây nè. Chúng ta sẽ đẩy nhẹ vào nè. Chúng ta sao cho nó bằng cái mép. Rồi chúng ta đẩy cái tay dán vô. Rồi cái này chúng ta sẽ đẩy lên trên đây. Phần trên đây. Đó. Rồi rất là đơn giản. Rồi đối với phần này thì chúng ta sẽ vuốt. Chúng ta sẽ vuốt xuống vậy. Đơn giản thôi. À thấy không? Miếng mỏng thôi. Rồi chúng ta cũng tiếp tục làm bên đây. Thì chúng ta cũng làm theo cái hình thức đó. Chúng ta vuốt nhẹ lên đó, vuốt lên rồi dưới đây chúng ta cũng đẩy xuống lại. Rồi như vậy là xong cái phần dán mép từ ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thay con nhông hôm qua của mình nó bị hư con nhông này nè, nhông chữ D này. Bây giờ mình sẽ mở ra mình thay cái nhông chữ D này. Đây là cái nhông chữ D mình mới đặt của chỗ anh Hiếu về. Để thay nhông này thì các anh chị mở cái nhông bám này qua ha. Ta mở nhông bám này ra nè. Đây. Chúng ta sẽ lấy cái cây tô vít chúng ta nảy con cái khoen nhỏ này nè. Cái khoen nhỏ trên cái trục xoắn á. Trục nhỏ trên trục xoắn. Rồi. Sau đó chúng ta rút cái nhông trục xoắn ra. Sau đó chúng ta nhúc con nhông nhỏ này ra luôn. Rồi sau đó chúng ta rút cái nhông chữ D này ra. Và chúng ta sẽ thay vào thôi. Nó có cái khắc. Thì chúng ta dựa theo cái khắc đó chúng ta thay. Rồi đưa con nhông nhỏ vào. Tiếp tục đưa con nhông xoắn vào. Rồi chúng ta sẽ lấy kềm. Chúng ta sẽ bấm cái khoen này lại. Rồi còn một con nhông bám này thì chúng ta sẽ đưa vào, chúng ta dặn ốc lại là xong. Khi các anh chị mà các chị đã thao tác làm nghề, các anh chị biết rồi thì đối với khi mà nó bị trục trặc những con nhông này, các chị có linh kiện sẵn thì trong vòng khoảng 10 phút các anh chị đã thay xong rồi, phục vụ cho công việc của mình ha, không cần phải chờ đợi thợ tới rồi điện thoại này kia. Nhiều lúc thợ ở xa thì đối với các anh chị ở xa thì rất là khó khăn khi mà thợ phải chờ thợ nữa ha. Đó. Rồi như xong, đây là xong nè. Rồi khi mà các anh chị ráp xong cái hộp từ thì các anh chị khi mà đưa cái phần hopper vào thì các anh chị dùng cái tay nè, các anh chị xoay cái con nhông bám của cái phần hopper này. Thứ nhất là con nhông này mục đích là nó để đẩy mực xuống cái bộ phận từ, bộ phận chứa từ. Thì các chị xoay coi thử là nó có nhẹ hay không. Đôi khi là xoay nó nặng nha, đôi khi xoay nó nặng lắm. Thì do lâu ngày nó sẽ bị cái mực á, nó sẽ bám trong đây nè. Nếu như vậy thì chúng ta sẽ dùng cái tay chúng ta trợ, chúng ta xoay tới xoay lui để cho cái miệng mực đó nó sẽ bể ra, nó nhẹ đi. Rồi bây giờ mình sẽ đổ từ vào. Đây là từ, cái này là từ mới nha. Trong quá trình lấy hàng cho mình á, là nếu anh để làm bị rách cái bao vỏ ngoài nên là anh phải đổ trong cái chai này. Thực chất ra từ nó sẽ nằm ở trong cái bị, nằm trong cái bị. Tới với mà các bạn mua từ mới về thay thì các anh chị, hôm qua mình đã nói rồi, các anh chị sẽ vệ sinh sạch sẽ những cái phần hoạt động lại ở phía trong cái hộp từ này, trong cái cụm từ này. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đổ từ vào và chúng ta canh chỉnh từ ha. Rồi bây giờ mình sẽ đổ từ vào. Các anh chị nghiêng vậy nè, các anh chị lắc lắc cho từ nó dồn vô trong hết đi, chứ lúc từ nó đổ nó hay đổ ra ngoài ấy. Thì cái bị từ này nó sẽ đảm bảo cho tất cả các anh chị làm 1 kg, nó đúng 1 kg luôn nha. Rồi các anh chị nè, khi mà các anh chị làm hộp từ thì ở trên đây nó vẫn có 2 cái miếng mút nè, 2 miếng mút nè. Nếu các anh chị thấy chỗ này mà nó miếng mút nó bị mục, nó bung ra thì các anh chị dán một miếng nhỏ lại ha. Các anh chị thấy không, một miếng nhỏ này, cực kỳ nhỏ. Ở bên đây nó cũng vậy. Rồi sau khi đổ từ vào rồi thì chúng ta sẽ bỏ cái hopper mực vào. Rồi, bây giờ đến là mình sẽ căn chỉnh từ. Bây giờ để căn chỉnh từ thì các anh chị phải để cái hộp từ ở trên một cái mặt phẳng, trên một cái bàn phẳng, không có nghiêng nha, không nghiêng nào. Rồi đó chúng ta sẽ xoay, dùng tay chúng ta sẽ xoay đều. Thì đối với từ mà từ nó đều á thì các anh chị sẽ chú ý là đối với từ đều á thì từ nó sẽ có một dải lớp, nó sẽ đều hết từ bên này sang bên kia. Không có chỗ nào dày quá hoặc chỗ nào không có chỗ nào dày quá hoặc là đậm quá. Nếu mà đậm quá, nếu mà nó đậm quá thì chỗ này nè, nếu mà nó đậm quá thì nó hay dồn từ, nó sẽ là nó bị cứng, kỳ bất cứ một bên. Còn nếu mà chỗ lợp thì cái bảng chụp sẽ bị lợp. Đó, do đó sau đó chúng ta canh. Chúng ta canh là chúng ta hôm qua cái video trước mình đã nói là các anh chị nếu mà các anh chị không quen canh bằng mắt thì chúng ta sẽ lấy cái thước, cái dao rọc gáy chúng ta canh lập chuẩn, và sau đó chúng ta coi thử là cái dao đó, cái độ dày của nó vừa ý chưa. Nếu mà vừa ý rồi thì chúng ta dặn cho nó cứng lại. Thì ở đây là đối với từ mới mình thấy bỏ vô vào theo cái thước, cái độ dày của cái dao thì nó ok. Thì bây giờ mình sẽ bỏ cái siêu vào thôi. Đây, bây giờ mình sẽ bỏ cái siêu từ vào. Đây. Đây, các anh chị thấy không, từ nó đều hết nè, nó đều hết, nó đều từ bên này qua bên kia. Đó. Rồi thì xong cái phần này rồi chúng ta sẽ ráp vào máy và chúng ta sẽ test coi thử là nó cái bản in nó như thế nào ha. Rồi sau khi chúng ta ráp vào, ráp hộp từ vào thì chúng ta bật máy lên, chúng ta kiểm tra lại coi thử là nó được chưa ha. Thì thường sau khi mà chúng ta thay từ vào thì chúng ta phải set từ để chúng ta coi thử là cái từ nó có cái độ ổn định hay không. Rồi sau khi chúng ta đưa hộp từ vào trong máy thì bây giờ chúng ta sẽ đối với từ mới thì chúng ta phải set từ lại, chúng ta sẽ set từ để cho nó nhận theo cái thông số ha. Thì bây giờ cái cách set từ thì nó như thế này, các anh chị vào trong ly mode, ly vàng nè, bấm 107, sau đó các anh chị bấm enter, các anh chị vào 107, các anh chị giữ ly stop, giữ nút ly stop màu vàng này nè, nút stop ha. Rồi sau đó các anh chị vào copy fb, rồi sau đây ở bên kia nó đang xây nhà, nó hơi ồn, các anh chị thông cảm ha. Rồi sau đó các anh chị vào cái lệnh 2906 1, sau đó các anh chị bấm enter. Thì bây giờ ở đây là từ nó đang 5.6 thì do là từ nó đang bị thiếu mực, do đó mình sẽ bơm mực vào. Khi nào mà cái thông số này, các anh chị, cái thông số này mà các anh chị đang nằm ở 9.7 á, nên là cái thông số bình thường của nó ISO nè ha, là 9.7. Đây các anh chị thấy rõ không? Để mình xoay cái màn hình lại một chút ha. Đây. Bây giờ cái thông số này nó là 5.6. Thì nhưng mà cái thông số bình thường của nó đối với theo máy là phải 9.7. Thì bây giờ mình sẽ đưa mực vào. Thì mình đưa mực vào thì các anh chị vào trong cái SB này, các anh chị chọn cái lệnh 2207, rồi sau đó bấm enter, rồi sau đó các bạn chọn execute. Tức là cái này là để mực nó đưa vào trong cái hopper mực á, đưa hopper mực vào cái hopper mực nó có nhiệm vụ là nó sẽ đưa mực xuống cái hộp từ để cho cái thông số nó đủ ha. Sau đó chúng ta khi mà thông số đủ thì chúng ta sẽ vào tiến hành set từ. Sau khi ấy xong mình bấm exit. Rồi sau đó chúng ta sẽ vào là cái lệnh là chúng ta sẽ bấm vào trong cái SP Direct này. Chúng ta vào cái lệnh là 2906 1, rồi sau đó chúng ta bấm enter. Thì đây nó cũng còn 5.6 thì bây giờ chúng ta tiếp tục, chúng ta đưa cái mực vào. Thì do là trong cái hộp từ nó, trong bộ phận từ nó bị thiếu mực ha, do đó chúng ta sẽ đưa cái mực vào. Sau khi chúng ta đưa vào cái lệnh 2207 là để đưa mực vào trong cái hopper mực ha, để đưa hộp mực xuống trụ cái từ. Thì khi mà chúng ta bấm xong ha, bấm exit xong, bây giờ chúng ta sẽ vào cái lệnh lại là 29061 enter. Thì đây nếu mà khi mà cái thông số này nè nó về được 9.7 ha, nó về được 9.7 nè, thì bắt đầu chúng ta sẽ vào tiến hành set từ. Thì chúng ta set từ thì các anh chị bấm vào trong cái SB Direct ha. Sau đó các anh chị bấm vào cái lệnh là 2801. Rồi sau đó ha, chúng ta bấm enter. Rồi sau đó chúng ta sẽ bấm số 0 ha, rồi bấm enter. Rồi chúng ta chọn Z. Rồi sau đó chúng ta bấm vào cái execute. Là sau đây là từ nó sẽ set từ. Thì cái này nó chạy khoảng mất vài phút. Rồi sau khi từ nó set xong là chúng ta bấm exit. Rồi sau đó chúng ta sẽ vào lại cái lệnh, chúng ta bấm vào FB Direct ha, chúng ta bấm vào 29061, chúng ta bấm enter. Thì đây nó đang hiện là 6.3 ha, 6.3. Thì để cái thông số này mà nó lên được thì các anh chị cũng phải là đưa mực vào trong hopper mực ha. Khi nào mà nó 9.7 thì chúng ta bắt đầu tiến hành khi ví dụ nha, ví dụ mình sẽ nói đây cho các bạn dễ hiểu nè, tại cái này có thể là làm thao tác đi tới thì tới lui sao cho cái thông số này nó về 9.7, 9.7 như thế này thì ha, 9.7 này thì đối với cái hệ mà 9.7 này thì cái từ này chúng ta đã là rất là ok rồi. Bây giờ chúng ta nếu mà nó dưới 7 chấm, nếu mà cái này mà nó set hoài nó không lên, nó chỉ có nằm ở dưới 7 chấm thôi là cái từ này chúng ta sẽ không sử dụng được. Rồi sau đó khi mà nó đối với ở thông số là 9.7 này rồi, đúng không? Đối với thông số là 9.7 này rồi thì bây giờ các anh chị và các bạn sẽ vào, chúng ta sẽ là set từ lại. Chúng ta sử dụng, sau đó chúng ta sử dụng cái lệnh này. Các bạn vào FPRED ha, các bạn vào là cái lệnh là 2961 2961 rồi các bạn bấm enter ha. Sau đó các bạn bấm cái phần execute này thì máy nó sẽ tự động nó chạy, máy nó sẽ tự động nó set bật xong sau hết rồi khi đó nó hiện ra cái bảng exit như hồi nãy á, thì chúng ta có bấm vào cái bảng exit ha. Rồi sau đó chúng ta bấm vào cái bảng exit xong rồi sau đó chúng ta sẽ bấm vào cái SPRED, sau đó chúng ta vào lại cái lệnh là 2962 rồi các anh chị cũng bấm enter ha, như vậy này 2962 bấm enter thì nó cũng sẽ ra cái này là gọi là set room ha, set room, set máy đó, set room thì đây nè, set up room nè ha. Thì sau khi cái này nó chạy xong rồi thì tất cả các anh chị bắt đầu tắt máy, chúng ta mở máy và chúng ta sẽ tiến hành chúng ta làm thôi. Rồi đó là sau khi đối với từ các bạn thay từ mới thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta set từ, còn đối với các bạn mà đã thay từ đã cũ rồi thì chúng ta không cần phải làm lại cái thao tác đó. Sau khi mà chúng ta set từ thì chúng ta kiểm tra bản kinh lại, nếu ok, nếu có thông số đúng như nãy là mình có hướng dẫn cho tất cả các bạn đó, thì chúng ta tắt máy, mở máy và chúng ta có tiến hành làm thôi. Tuy nhiên là đây là lần đầu tiên mình cũng sử dụng cái lệnh set từ này, thì cái này anh Hiếu anh cũng mới vừa chỉ cho mình và mình muốn trong quá trình làm thì mình cũng muốn chia sẻ luôn. Còn nếu mà có những cái gì mà nó thắc mắc hoặc là nó chưa rõ về cái vấn đề này thì các anh chị cứ để lại ở bình luận ở phía dưới của cái video này, thì để sau này mình sẽ làm một cái video hoặc là mình sẽ nhờ anh Hiếu làm một cái video hoàn thiện về cái cách set từ để cho các anh chị hiểu hơn. Thì video của mình chia sẻ đến đây là kết thúc ha. Hy vọng nó sẽ cũng đem lại một chút ít kiến thức cho tất cả các anh chị trong quá trình các anh chị làm cụm từ và thay từ mới. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị ở video sau nha. Và hãy nhớ bấm like sau khi các anh chị đã xem xong video. Và nếu các anh chị nào mới vừa ghé vào kênh 3Đô Official thì các anh chị hãy giúp mình đăng ký kênh để kênh ngày càng phát triển. Chúc các anh chị thật là nhiều sức khỏe, làm ăn thì ngày càng đông khách và kiếm thật nhiều tiền. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn, các anh chị ở video sau. Bye bye.